Xin chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay em có mặt tại xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, và em cũng quay giới thiệu bán đến cô chú anh chị mình một thửa đất với diện tích là 20 công, tương đương với là 20.000 mét vuông nha quý anh chị. Thì thửa đất mình mặt tiền mình nói liền với con lộ đất này là được 75 mét, và hai cạnh hậu mình chạy dài vô là 270 mét nha quý anh chị. Đất mình hình chữ nhật rất là đẹp luôn anh chị ơi. Và trước đất á, thì có view kênh sáng lớn luôn nè, nước ngọt quanh năm nha anh chị. Thì kênh sáng đó là nguồn nước chảy vô từ sông Vàm Cỏ nha anh chị. Thì phần ranh gấp của đất mình thì chủ đã có cắm trụ ranh ranh giáp dòng luôn nha anh chị, nên anh chị mình cũng an tâm về phần ranh gấp nha. Còn phần pháp lý á, thì sổ mình là sổ hồng nha anh chị, nên anh chị mình cũng an tâm là đất mình á, là bao cho anh chị mình đất không tranh chấp luôn nha. Thì đất mình là hiện tại á, là chủ đang trồng tràm nha anh chị. Thì tràm này á, là cũng rất lớn rồi, nên anh chị mình khi mua là mình về mình có đầu tiền liền tay luôn nha anh chị. Thì khi anh chị mình mua là bán tràm này là mình có tiền luôn á. Xung quanh á, thì chủ có trồng lúa nè, vòng vòng những chủ kế bên á thì đang trồng lúa, thì lúa cũng khá là tốt luôn anh chị ơi. Thì nguồn đất của mình ở đây á, thì đất rất là tốt luôn, như quý anh chị mình thấy á, một vườn lúa rất là đẹp luôn anh chị. Quý anh chị mình sẽ nhìn kỹ nè, đất mình là đất dùng nước ngọt nên là đất mình cũng không có phèn nhiều nha anh chị, nên quý anh chị mình muốn lên mình lập vườn thì cũng rất là đẹp luôn anh chị ơi, rất là ngon luôn nha. Thì lô đất mình, những anh chị mình ở Tiền Giang, Cái Bè, Cai Lậy, mình qua đây thì tầm khoảng là 35 tới 70 km nha anh chị, thì tùy 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 theo khu vực nha anh chị. Còn từ Sài Gòn mình về tới ngay đất thì khoảng là 60 tới 80 km, thì cũng tùy theo khu vực nha anh chị. Thì xe máy là mình chạy cặp ngay đất luôn, xe ba gác mình vẫn chạy ngay đất luôn nha anh chị. Chỉ cách điện cách nước thì tầm khoảng là 400 m nha quý anh chị. Khu vực đất mình á, thì quý anh chị mình muốn về mình trồng cây ăn trái, mình muốn bên em hỗ trợ về mặt những cơ giới múc để mình lên liếp trồng cây ăn trái, thì bên em vẫn có những cái chiếc cơ giới nhỏ lớn đều có nha quý anh chị. Hoặc là quý anh chị mình ở gần xa mà muốn bên em hỗ trợ về mặt pháp lý giấy tờ, thì bên em vẫn hỗ trợ cho quý anh chị mình mọi mặt pháp lý và giấy tờ luôn nha. Gia chủ cần bán với mức giá mong muốn là chỉ có 85 triệu cho 1.000 mét vuông, giá cũng rất là hợp lý trong thời điểm này luôn quý anh chị ơi. Quý anh chị mình cần biết thêm chi tiết thì hãy liên hệ trực tiếp với Hiếu Nghĩa nha, với số điện thoại của em là 0816 55 66 39. Em sẽ luôn luôn kết nối cho quý anh chị mình xem đất thực tế, và mình gặp ngay chủ để mình xem giấy tờ, rồi mình thương lượng thêm chút đỉnh lộc tiền lộc nào đó. Thì em cũng sẵn sàng dẫn quý anh chị mình xem đất thực tế và mình gặp ngay chủ nha. Và em cũng xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi kênh Nhà Đất Hiếu Nghĩa nha. Thì em cũng rất mong quý anh chị hãy cho một lượt like và một lượt đăng ký để em có động lực tìm kiếm những lô đất mới nhất ạ. À.